Xin chào tất cả anh em đây clip của em nha. Tên YouTube của em là Xe Máy Long Hải. Anh em xem được cái clip này cho em một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký nha, để phát triển kênh hỗ trợ anh em tốt hơn. Thì hôm nay anh em mình sẽ giới thiệu với anh em hai con xe. Một con Nova Dash hải quan chính ngạch chính chủ bao sang tên toàn quốc. Một con Winner V1, Winner V1 xanh trắng nha anh em. Rồi mình sẽ đi chi tiết hai con xe cho anh em xem nha. Con này là con Winner V1 đời 2018. Máy móc thì em bao đầu nồi riêng, bao im cho anh em. Máy móc mình không cần bàn tới nha. Đó. Máy móc, máy im ru luôn nha anh em. Xe đời 2018. Xe cũ thì đồ mũ nó có chày một chút ít nhưng mà không đáng kể nha anh em. Xe còn khoảng 90%. Con này đời 2018 nha anh em. Máy im ru. Con này em bán cho anh em với giá là 29.500 nha anh em. 29.500 cái con xe này. Anh em muốn sang tên mình hỗ trợ sang tên cho anh em thêm phí nha. Đó. Rồi đời 28 là đăng ký 29 nha anh em. Để chạy 26.000 cây. Cực mới luôn. Bao xe chưa không đâm đụng té ngã nha anh em. Một. Thì anh em xem được cái clip này cho mình xin một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký nha anh em, để mình phát triển kênh hỗ trợ anh em tốt hơn. Rồi, bên đây là con Nova Dash phiên bản đặc biệt nha anh em. Nó có cái bản đặc biệt của nó gọi là SB1, Nova SB1. Đó, hải quan chính ngạch luôn nha anh em. Rồi mình sẽ nói sơ về cái con SB1 này của mình nha. Con mình là hải quan chính ngạch, về bằng giấy tờ là hải quan chính ngạch, bao anh em số khung số máy riêng, bao sang tên toàn quốc. Ừ. Xe mình dọn phun mới nha em, dọn đến nỗi mà mình dọn xong là mình chùm mền, đó mà cái bình xăng nó bụi nè. Đó. Dọn xong mình không đi luôn nha anh em. Con này thì thật sự mình chỉ chia lại cho anh em, những anh em đam mê như mình thôi nha anh em. Dọn full mới cực kỳ rất nét luôn nha anh em. Dọn full đồ zin nha anh em. Áo này là áo zin sơn lại. Đồng hồ zin, cùm zin, đĩa, tay ga rồi, toàn bộ đồ zin hết nha anh em. Đó. Máy thì thầm luôn, mâm zin SB1. Đó. Thì con xe SB1 thì nó, em nói thêm một cái chi tiết nhỏ để anh em biết thêm. Đây. Số khung số máy nó khác đặc biệt với những con xe Nova khác nha anh em. Số khung số máy nó sẽ là NZ125S. Bình thường những con Nova khác nó chỉ là NZ125 TSE. Đó, con này là MZ125S, có chữ S là SB1 nha anh em. À. Có gì là anh em lưu ý cái đó giúp em. À. Cái con xe này thì anh em về không tốn 1.000 nuôi thợ nha anh em. Về là chạy thôi. Máy bao tơi luôn. Máy móc là bao anh em dở 1, 2, 3 dở đầu. Bao anh em đi tu cái máy này luôn nha anh em. Xe này mình dọn để chơi đam mê nên mình dọn rất là kỹ. Chính tay mình dọn nha anh em. Anh em chơi Nova thì biết cái bản SB1 nó cực kỳ là hiếm. Không có bao nhiêu xe SB1 hải quan chính ngạch ở Việt Nam này anh em. Thì anh em xem được cái clip của em cho em xin một lượt chia sẻ và lượt đăng ký nha anh em, để mình phát triển kênh phục vụ anh em tốt hơn. Thì anh em mua xe thì liên hệ qua số điện thoại của mình là 0973344966 là số Zalo của mình. Số điện thoại là 0901091244. Cửa hàng mình có hỗ trợ trả góp cho anh em hết luôn nha.
trả góp thì các cái dòng xe phổ thông á, mình trả góp mình trả trước 30% nha anh em. Chỉ cần chứng minh nhân dân và hộ khẩu, không nợ xấu nha anh em. Điền hồ sơ cho anh em 15 phút xong hồ sơ, anh em có thể lấy xe về. Đó, chứng minh hộ khẩu hoặc là chứng minh nhân dân và bằng lái. Thì cửa hàng mình nó nằm ở ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Thì mình cũng xin cảm ơn anh em đã xem cái video của mình. Mình xin chào tạm biệt anh em.